could be us. So back to what I was saying. Could be us. Sau một thập kỷ chia tay, Tạ Đình Phong bất ngờ bật khóc nói về Trương Bá Chi, tất cả chỉ vì một hành động của mỹ nhân này. 10 năm đã qua đi nhưng mối quan hệ giữa Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn. Dù chỉ có cuộc hôn nhân kéo dài 6 năm nhưng drama nhà cặp đôi Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong vẫn kéo dài tới tận bây giờ. Ly hôn đã được 10 năm song hai vợ chồng vẫn còn liên quan đến nhau vì hai cậu con trai Lucas và Quintus. Có vô vàn ý kiến chỉ trích Tạ Đình Phong vì tính vô trách nhiệm trong việc chăm sóc con cái, để mặc vợ cũ gồng gánh một mình. Tuy nhiên cả hai nghệ sĩ đều giữ im lặng, không nhắc về đối phương. Trang BGH ngày 13 tháng 12 có một bài viết gây xôn xao dư luận khi chia sẻ về một câu chuyện cũ trong quá khứ của Tạ Đình Phong. Trong một lần trò chuyện, tâm sự về Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong bất ngờ bật khóc, nam tài tử đình đám bộc bạch. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, Bá Chi đã làm một việc khiến tôi vô cùng cảm động. Cô ấy luôn chăm sóc các con rất tốt, từ trước đến nay chưa bao giờ nói xấu tôi trước mặt con cái. Hành động này đã đủ để chứng minh Tạ Đình Phong tôn trọng và biết ơn vợ cũ tới nhường nào. Suốt 10 năm qua, Trương Bá Chi không bao giờ nhắc tới Tạ Đình Phong nửa lời. Cô tuyên bố không cần tiền trợ cấp của chồng cũ trong việc nuôi dạy con cái. Một mình nữ diễn viên làm việc quần quật để có tiền chăm sóc ba cậu con trai đang tuổi ăn tuổi lớn. Nữ diễn viên luôn được nhà chồng yêu mến, thậm chí bố chồng cô, nghệ sĩ Tạ Hiền, còn tuyên bố thẳng thừng rằng ông chỉ coi một mình Trương Bá Chi là con dâu.